Ơi, xin chào ông bà cô chú và bà cô chú coi nè. Sáng nay chay dậy giờ cho ăn sáng là sang chảnh ghê chưa? Tại em muốn ăn mà bà. Sáng nay cho chay ăn cơm chiên với lại bò ngâm băm ra làm giống dạng bò lúc lắc á. Ở chay tự xúc cho cô chú coi nè. Cười. Con chào ông bà cô chú đi. Con xin chào ông bà cô chú. Ồ, nóng, đang nóng nóng phù phù ta. Đó, mẹ con đi chơi, con ở nhà với bà ngoại con muốn ngoan không bà ơi. Ừ, nó ngoan ghê chưa? Con ngoan lắm á cô chú. Xương chay nghe. Này con, nước đây nè. Đây, quay mặt qua đây. Không phải, nghe anh hai mở nhạc cho nó giờ khoái rồi. Đây cũng có tâm hồn mà yêu nhạc đó không bà? Ngon không con? Nói mẹ con nghe ngon. À cái này. Cái này được chơi. Ăn đi rồi chơi. Ăn. Chay bữa nay chưa có quen lắm đồ Việt Nam cho nên là cho ăn cơm với thịt bò. Giỏi lắm á. Không có nhả ra cái thịt bò mà. Ừ, thịt bò. Con nói thịt bò. Con nói anh ba đừng có phá. Thích ăn hả? Tự ăn chứ không. Mình nút cũng không chịu nữa cô chú. Cười xảo mặt khác quá. Đây này anh ba. Ăn thêm coi. Trời ơi, ăn xong rồi đi cắm nha. Sáng sớm mới dậy là đánh răng xuống miệng thôi chưa có tắm. Ăn mẹ con làm tóc đẹp cho thằng công chúa nữa ha. Mỗi ngày là 1 triệu lên thằng công chúa. Ừ. Bút quá hả? Bút quá hả? Mấy ăn đi là mẹ ngân lấy cái vở cho ngồi viết cái bài. Chay nó thích viết bài ghê mẹ hả? Chúc mừng cũng tập cho em chứ. Dạ. Cho chay cái viết cái tập là chay ngồi im luôn. Ngồi uống hết nước thôi, uống hết nước rồi. Ăn mới đã uống. Anh hai với anh ba dậy trước cho nên là ăn sớm rồi. Hay quá. Ăn đi rồi hỏi con. Cái bên nhà chay á. Vậy có một mình nên chơi với em á. Ồ, rồi mẹ la anh ba kỳ. Hôm nay anh ba kỳ. Về đây hả, có ai với con ăn ba bảo rồi em không chơi bá nữa rồi. Không, hôm qua giờ không thèm tới cái ai bá luôn á cô chú. Không có cái ai bá nữa rồi. Đúng không con? Thế ai bá là mình nó nớ đồ đúng không? Nớ đồ. Ôi, thiếu gì người chơi mất mấy người chơi bá. Nghe qua đây. Yeah. Vỡ chay. Ly vỗ tay khen em coi, Ly vỗ tay khen em đi. Vỗ tay. Vỗ tay. À đúng rồi, lấy cái vỏ đi. À ba Ly. Đưa cho ba Ly ăn hả ba Ly. Đưa gì đó. Sáng sớm rồi, rất là. À thôi để mẹ xúc cho anh chay ăn hả. À. Bữa giờ đuối quá, nghỉ ngơi bớt. À thôi không, không nhìn nhau. Rồi để mẹ đút cho chay ăn nha. Ừ. Úi chơi liền hả? Úi chơi liền, mời. Rồi tới chay ăn. Wow. Đi vỗ tay khen chay đi. Chay giỏi quá. Rồi tới chay đúng rồi. Ồ đúng rồi. Chay xúc nữa để mày khen giỏi nha. Rồi coi nè. Chay tự xúc nha. Chuẩn bị ba ly khen chay giỏi nha. À chuẩn bị nha. 1, 2, 3 khen chay giỏi. Hai đứa mình chơi xuống đi chứ. Vỗ tay. Ăn đi rồi, ăn đi chơi. Ăn đi mẹ Ngân cho chơi. Mẹ Ngân làm tóc đẹp rồi cho chơi. Nha. Trời ơi, thấy nhau rồi đó. Vision ơi, con khen em này. Vision khen em ăn giỏi nha. Em. À chơi, đưa con còn đây, mẹ Ngân cho con còn ăn luôn nha. Em ăn luôn. Mâm. Ăn nhỏ nè. Rồi, ăn miếng rồi lấy sức khỏe nha. Ăn nhanh lên, anh ba với hai khen nè. Wow. Vỗ tay. Vỗ tay, đúng rồi. Rồi, anh ba đợi xúc lên nè. Anh ba đợi xúc. Đấy, con ảm miệng lên, anh ba xúc cho ta. Anh ba đúng không ạ? Trời, anh ba phá chứ đúng cái gì. Đúng cho chay ăn nè mâm. Ô.
để ba xúc cho Trang nha. Vỗ tay. Ngon con, hôm nay mẹ ngon làm ăn ngon không? Ở đây đi khám bệnh thử coi của anh ơi, làm sao. Anh ba bị đau cái mũi nè. Thương anh ba nha. Ôi. Thương anh ba nha. Trời, cô chú thấy thương không? Nhường nhịn nhau đó. Giây phút mới tỉnh dậy thương nhau lắm luôn á. Mẹ, Cây thích ăn cái này nè mẹ. Trời ơi. Ngon quá. Ôi trời ơi, ăn giỏi dữ vậy. Cho mẹ ngon với, mẹ ngon khóc luôn á. Không có ăn, khóc luôn á. Mẹ ngon khóc luôn á. Trời, ăn xong rồi con làm gì nữa? Xong ôi hả? Xong xong ôi đi đã mấy bồng. Xong ôi làm sao? Trời ơi, mất hình tượng quá. Mất hình tượng quá, xong môi à. Trời ơi, son mẹ ngon nữa. À xong môi. Con nói ly hư. Bị ba la. Xong môi xong chưa? Nằm móng tay nữa, xong móng tay giùm đi. Xong móng tay giùm đi. Đây nè, chưa. Trời ơi. Xong xong môi đi, con xong môi đi. Chưa, đây là chưa tỉnh đó cô chú. Nó ăn. Bông hả? Bông đi đâu? Con nói bông đi bơi. Cô chú có thấy cô ca sĩ nào vừa hát mà vừa ăn chưa? Hát nhỏ nhỏ thôi hai. Ở sân khấu rồi đó. Bao nhiêu cái ghế salon mà như là phải thôi bỏ xuống để làm sân khấu cho ba anh em chơi đó cô chú. Chơi ơi. Chay có hát cho anh hai không? Chay bận ăn bánh gạo á, chay đi nói đi. Ừ. Con lên sân khấu của con, đó. Hát nhỏ thôi hai. Đó, sáng ăn no, giờ bắt đầu giờ là ăn buổi lỡ đó cô chú. Đó, ăn bánh buổi lỡ bắt đầu giờ nhảy hót. Ăn nữa không mẹ cho? Đem cái bịch đó đây mẹ Ngân cho. Đưa đây. Đây mẹ Ngân lấy cho. Con không có lấy đâu. Đó cái đó là lấy rồi đó con nhé. Nè. Nói sao với mẹ Ngân? Please. Mẹ cho thì nói sao? Đi cũng ăn luôn cô chú. Đây có nấu con bánh nữa con. Con lấy đi. Con lấy. Trên ly hả? Thôi ly có rồi. Ừ. Ngon không con? Định cho hai ba em đi bơi cô chú mà trời cũng còn lạnh. Lên sân thượng giờ này cũng còn lạnh cho nên không dám cho hai em tắm. Xin micro của em trả cho em. Mẹ nói xin trả cho em. Em Chay mới giới thiệu với cô chú đây là hình vẽ phải không? Đâu quà tặng của ông bà cô chú tặng ba mẹ đâu. Đâu con chỉ với cô chú coi đâu hình Chay Chay xì cai đâu. Chay xì cai hôi xì đâu. Té con ơi, đừng có lên sân khấu này cao lắm. Cũng rồi, lên sân khấu chẳng được. Đó, cô chú ơi, nó Chay mới ăn cơm xong giờ chơi với anh hai nữa nè, đó. Hai ngồi dây vô. Hai ngồi xích chưa? Ngồi đẹp cho em ơi. Hai ăn chuối còn con uống gì á? Ăn mì tôm nha. Rồi, ăn coi gì mà căng thẳng dữ vậy con. Không ăn thích ăn mì nữa, không thích ăn mì nữa. Cái ăn miếng chuối hả? Chay ơi con ăn chuối không? Ăn chuối không? Nói mẹ ngăn lấy nè. Mẹ ngăn cho nè. Nè bê mà. Để bỏ tay xuống mẹ ngăn lấy cho. Ngoại à, ngoại ơi. Con nói ngoại ơi. Ôi trời trời. Ôi trời trời trời. Mẹ không? Con ăn chuối không? Ăn chuối giống anh hả?
No. Sao con lấy gì lấy gì, mẹ con lấy cho. Ăn chuối không? Không ăn chuối hả? Cà phê. Có cà phê. Lâu cái mặt đi cho nó đẹp coi. Chơi hát của ABC đi chơi. Rồi mẹ ăn cục tóc đi. Chúc mừng. À, chúc mừng. Chúc mừng. À, có nhiều cô chú cứ hỏi Ngân làm sao mà để cho trai chịu ngồi yên mà cất tóc. Trai không bao giờ ngồi yên luôn cô chú. Đó, à, vậy đó. Ý quyết của mẹ Ngân đó. Đó. Đổ hết nguyên một thùng ra. Quên, con đếm đi, con đếm đi. Đó, để con cũng chơi luôn hả Dình? Cứ làm tóc như chay xong rồi bắt đầu dọn cái đống tóc đó. Ui. Ừ, anh hai đừng làm vậy anh hai. Đừng làm vậy. Chê. Mẹ giúp con vui vẻ. Mẹ giúp con vui vẻ. Sao? Chúc mừng vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ thì con ngồi xuống con chơi thôi, con đừng có tung như vậy. Nè để cho em. Nè. Con mẹ còn tóc cho em nè. Chúc mừng vui vẻ. Ôi, con đừng bắt chước anh hai, anh hai vậy là hư quá. Vậy là hư á ha. Chúc mừng vui vẻ. Rồi mẹ Ngân làm thêm thiệt nhanh nha. Chúc mừng vui vẻ. Cô chú một đếm mẹ Ngân nghe, mẹ Ngân làm sao cho nhanh thiệt nhanh cho nhanh nha. Ba hả? Ba hả? Ờ, vô tay hả? Ờ, bắn vô tay em. Em tự em bắn vô tay em rồi. Rồi mẹ Ngân xử lý nó nha, để mẹ Ngân xử lý nó. Một cộng, một bên. Ngồi yên. Lát đếm thun ghê ghê cho mẹ Ngân nghe. Ba hả? Không quê đâu. Hả? Nó không bơi vô phải không? Nó không bơi vô. Nó sao? Xin ba. Đi ba. Không bơi vô. Được. Xin ba cho con ẩu không bơi vô phải không? Dạ. Nhưng mà con phải ngoan. Con có ngoan không? Con ngoan chưa? Con ngoan nhất trên đời không? Con có thương ba không? Xin thương ba nhiều không? Nhìn thấy chúc mừng luôn hả? Rồi. Bubble. Màu đó màu gì? Yellow. Chúc mừng vui vẻ. Rồi. Tóc trước đã. Yeah.